phải thay đổi rồi. Ok không ạ? Nếu như đó là cái việc mình cảm thấy thoải mái, nó cái việc mình cảm thấy bình thường, thì bắt đầu mình lại phải làm những cái việc nó khác người hơn, nó phải độc đáo hơn, nó phải lạ lẫm hơn, nó phải sáng tạo hơn. Thì đấy mà là lúc chúng ta gì ạ? Thử thách cái giới hạn của mình. Giống như cái đợt trước khi mà Huy chạy 42 km ấy, thì Huy nói rằng không có giới hạn nào cho bản thân mình hết, trừ cái giới hạn mà mình tự đặt ra cho chính mình. Có rất nhiều người mong muốn là mình sẽ thay đổi được điều này điều kia, nhưng không phải ai cũng làm được, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Và rất nhiều người nói rằng tôi bị trì hoãn hoặc tôi bị một sức ì rất là lớn đó, cho nên là mình không thay đổi được. Mình muốn thay đổi nhưng mình không thay đổi được, không hiểu tại sao. Ồ, cái này nó giống giống cái trước đây Huy cũng vậy anh chị em ạ. Trước đây Huy là người cực kỳ là trì trệ trong cái việc thay đổi, rất là cái sức ì rất là lớn. Nếu anh chị em đã từng nghe Huy chia sẻ thì anh chị em biết đó là Huy làm trong lĩnh vực điện thông minh trong vòng 13 năm. 13 năm làm một lĩnh vực, thì xin hỏi anh chị em, nếu mà anh chị em làm 13 năm trong một lĩnh vực thì đấy đã phải là một cái công việc mà mình làm trong một thời gian dài chưa ạ? Đã đủ kiên trì, đã đủ gọi là có một cái mức gọi là sự, nó gọi là kiên trì thì nó cũng không đúng, mà nó gọi là lì, gọi là lì lợm ở trong một cái công việc. Thì người ta bảo rồi, mình muốn thành công thì phải kiên trì. Thế nhưng mà có một cái vấn đề như này. Vấn đề không phải là mình làm ở trong cái công việc đó lâu hay là không. Cái vấn đề đó là mình làm trong cái công việc đó rất là lâu, nhưng cái thu nhập của mình nó lại không đạt được những cái điều như mình mong muốn. Giống như anh chị em ngày hôm nay ngồi đây, chúng ta mong muốn thay đổi về thu nhập, thay đổi về sức khỏe hoặc thay đổi về sự phát triển bản thân. Thì Huy cũng vậy. Huy cũng mong muốn có sự thay đổi về thu nhập, mong muốn thay đổi về sự phát triển bản thân. Tuy nhiên, mình làm quá lâu trong một cái ngành nghề, nó không có sự thay đổi, nó không có sự phát triển. Mình cố gắng mãi rồi, 13 năm mình cố gắng rồi, vậy mà nó vẫn cứ lẹt đẹt, nó cứ lên xuống, lên xuống, lên xuống này. Nó cũng có tăng trưởng, không phải là không có, nhưng có tăng trưởng, nhưng mà nó rất là ít. Và nó không đạt được cái yêu cầu của mình, không đạt được cái giấc mơ của mình. Cái giấc mơ của mình đó là phải có nhà, phải có xe, phải được tự do, phải được đi đây đi đó, phải được đi du lịch nhiều hơn, mình phải giúp đỡ được nhiều người hơn, giúp đỡ cho gia đình của mình nhiều hơn, mình phải chứng minh cho mọi người thấy rằng là mình có khả năng thành công, có khả năng làm được việc này việc khác. Tuy nhiên thì thực sự là không dễ. Đó, thực sự là không dễ. Khi mà chúng ta thay đổi ấy, thì rất nhiều cái nỗi sợ hãi nó bủa vây chúng ta. Nếu như chúng ta làm mà thất bại thì sao? Nếu mà làm mà không thành công thì sao? Nếu mà chúng ta làm mà nó dẫn đến những cái kết quả tiêu cực hơn bây giờ thì sao? Cho nên mỗi khi mà mình định thay đổi thì có rất nhiều tiếng nói nhỏ nó bắt đầu là gì ạ? Xì xào thì thào bên tai mình và khiến cho mình làm sao ạ? Sợ hãi. Và đây chính là lý do tại sao mà khiến cho chúng ta không thay đổi được. Và một điều nữa đó là bộ não của chúng ta được thiết kế, bộ não được chúng ta được thiết kế để hoạt động những cái để sử dụng ít năng lượng nhất cho các hoạt động. Khi mà làm mình phải nghĩ đến kết quả chứ. Đúng không ạ? Bộ não của chúng ta được thiết kế để tối ưu hóa, cho nên nó sẽ thích làm những cái việc mà nó quen thuộc. Làm những việc mà nó quen thuộc thì làm sao ạ? Thì nó tốn ít năng lượng.
bộ não chúng ta thiết kế như vậy. Nếu làm những cái việc mà chúng ta không quen thì bộ não phải dùng nhiều năng lượng hơn để hoạt động và nó không thích điều này. Anh chị em biết là bộ não là cái cơ quan ấy, tiêu tốn năng lượng nhiều nhất trong cơ thể. Bộ não chỉ chiếm có 2-3% trọng lượng cơ thể nhưng nó chiếm cái tỷ trọng mà tiêu thụ năng lượng lên đến 20-30%. Và khi mà chúng ta làm cái điều gì đó mới, ví dụ như này, anh chị em chưa biết lái xe thì bây giờ mình đi học lái xe, thì lúc mình mới lái thì anh chị em tưởng tượng này, khi mà mình mới lái là mình phải để ý tay, chân, mắt, mũi, đấy, rất nhiều thứ. Nhưng khi mà mình nói lái xe quen rồi, kể cả xe máy hay là ô tô, mình lái quen rồi thì làm sao ạ? Mình không cần phải để ý nữa, mình lái rất là mượt, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Đấy, bao nhiêu anh chị em đã lái ô tô thành thục rồi đấy, thì sẽ thấy rằng là gì ạ? Ngày xưa khi mà mình mới tập lái ô tô ấy thì mình rất là lóng ngóng, rồi tay chân không biết là chân ga gì ạ, gọi là côn ra ga vào như nào. Đấy là gọi là khi mà tập lái ô tô thường là mình tập xe số, còn bây giờ thì đa số mình lại lái bằng xe ga đúng không ạ? Thế thì khi mà mình mới làm cái việc gì đó thì cái bộ não nó phải hoạt động nhiều hơn, cho nên dẫn tới tình trạng đấy là gì ạ? Là nó lười, bộ não nó lười, nó không thích những cái việc gì nó mới. Chính vì vậy mà chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không thích làm những cái điều gì đó quá mới mẻ, nằm ngoài cái vùng an toàn của mình. Đây là lý do phổ biến khiến cho chúng ta không thích làm những cái việc mà nằm ngoài vùng an toàn của mình. Và đấy cũng là lý do khiến chúng ta khó thay đổi. Anh chị em chúng ta tưởng tượng như này. Khi chúng ta ở quá lâu ở một cái vị trí, ở một cái nơi, ở một cái không gian, thì giống như chúng ta đặt một cái hộp, giống như việc chúng ta đặt một cái hộp ở trên một cái mặt phẳng, nó đứng im. Và bây giờ để di chuyển cái hộp này đi thì chúng ta phải tác động một cái lực lớn hơn để thắng cái lực ma sát tĩnh hay ma sát nghỉ của cái hộp này với cả cái mặt phẳng, đúng không ạ? Nếu như cái hộp này đang di chuyển thì chúng ta chỉ cần tác động một cái lực nhẹ thì cái hộp này nó tiếp tục di chuyển nhanh hơn. Nhưng cái hộp này đang đứng im thì cái lực ma sát tĩnh lúc đó là lớn nhất. Và việc của chúng ta đó là làm sao để giảm cái lực ma sát này đi, đồng thời là phải tăng cái lực gì ạ? Cái lực tác động vào thì cái hộp này nó sẽ di chuyển, tức là chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta tưởng tượng đến việc thay đổi từ đây đến đây, đấy là cái việc mà gì ạ? Chúng ta mong muốn. Chúng ta thay đổi từ cái việc mà chúng ta đang kiếm được 10 triệu, 20 triệu nên kiếm được là gì ạ? 100, 200 triệu. Thì đấy là cái sự gì ạ? Dịch chuyển. Cái sự thay đổi. Từ cái việc mà chúng ta chưa giỏi thành cái người giỏi hơn thì đấy là sự thay đổi. Từ cái việc mà chúng ta chưa có nhiều mối quan hệ tích cực đến việc mà chúng ta trở thành cái người mà ai cũng yêu mến, ai cũng muốn gần gũi chúng ta. Từ cái việc mà chúng ta chưa có một cái sức khỏe tốt đến một người có một sức khỏe tốt. Thì đấy là sự thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà cái sự thay đổi nó thường diễn ra chậm rạp ở giai đoạn ban đầu. Càng cái giai đoạn đầu càng khó thay đổi. Cái bước đầu tiên là bước khó nhất, đúng không ạ? Anh chị em đã từng nghe này gì ạ? Cái first step, cái bước đầu tiên là bước khó nhất. Và việc của chúng ta làm sao để mà gì ạ? Để làm giảm cái ma sát tĩnh của cái vật này. Thế thì bước ra khỏi vùng an toàn chính là cái việc thay đổi. Chính là cái việc thay đổi. Và tại sao chúng ta cần phải bước ra khỏi vùng an toàn? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ đứng mãi ở đó thì chúng ta sẽ không phát triển. Chúng ta có thể kiếm được tiền, có thể ổn cho thu nhập của mình, có một sức khỏe tốt, có vẻ ổn bởi vì mình vẫn khỏe, kể cả mình không tập thể dục, kể cả mình không ăn uống tích cực thì chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn khỏe. Nhưng anh chị em hãy nhìn về tương lai. Hãy nhìn về tương lai. Nếu như mà 10 năm nữa, nếu như mà 20 năm nữa, chúng ta vẫn tự tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn ở đây, chúng ta vẫn có những cái thói quen cũ, chúng ta vẫn làm cái công việc cũ, chúng ta vẫn có những cái kiến thức cũ,
chúng ta vẫn có những mối quan hệ cũ, vẫn biết những cái thứ cũ, thì liệu lúc đó còn ổn nữa hay không? Bây giờ chúng ta ổn, nhưng mà 10 năm, 20 năm nữa, khi mà chúng ta có những đứa con chúng ta lớn lên, chúng ta có những đứa cháu, cháu chúng ta lớn lên, hoặc là chúng ta có bố mẹ mà bố mẹ chúng ta già đi, và càng ngày họ càng già hơn, họ càng ngày họ càng không kiếm được tiền, càng ngày họ càng tiêu tiền nhiều hơn, họ càng bệnh tật nhiều hơn, thì lúc đấy liệu chúng ta còn ổn nữa hay không? Đúng không ạ? Và chúng ta phải thay đổi, chúng ta biết rằng chúng ta phải thay đổi, chúng ta biết rằng chúng ta muốn thay đổi, nhưng chúng ta lại không biết thay đổi như thế nào. Làm thế nào để chúng ta vượt qua khỏi cái vùng thoải mái ở trong cái bộ não của mình bây giờ? Đúng không ạ? Đấy là lý do chúng ta cần phải thay đổi, cần phải vượt qua cái vùng an toàn của mình. Bởi nếu chúng ta cứ mãi ở trong cái vùng an toàn đó, thì chúng ta sẽ không biết được thế giới ngoài kia tươi đẹp như thế nào. Chúng ta không biết được cái năng lực thực sự của chúng ta đến đâu. Có rất nhiều người làm công nhân, có rất nhiều người làm nhân viên văn phòng, cả cuộc đời chỉ đi làm nhân viên, chỉ đi làm công nhân thôi. Họ không biết rằng họ có một cái khả năng mạnh mẽ hơn. Có những người thì họ quyết định rời bỏ công việc cũ và bắt đầu xây dựng cho mình một sự nghiệp trong kinh doanh. Và tất nhiên, giai đoạn đầu họ cũng thất bại. Giai đoạn đầu họ cũng không thành công. Nhưng họ đã học được những bài học. Họ đã nhận ra được những yếu kém của bản thân. Và họ nhận ra những cái tiềm năng vô hạn của bản thân mình. Họ biết rằng họ có thể học tập để thay đổi tất cả những điều mà trước đây họ nghĩ là không thể. Có rất nhiều người họ nghĩ rằng không thể làm điều này, không thể làm điều kia. Nhưng sau khi họ vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, giống như con ếch nhảy ra khỏi cái giếng, nó không nhìn thấy bầu trời giống như là cái vung nữa. Mà khi đó nó biết được rằng ngoài kia có rất nhiều kiến thức cần phải học hỏi, có rất nhiều thứ mà họ chưa biết. Giống như hôm trước Huy có hỏi anh chị em có biết về DISC không? Có biết về Logical Lever không? Có biết về công thức Five-Way để tăng trưởng về mặt doanh số không? Đấy. Có biết về những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng trong cái việc mà chia sẻ hoặc là xây dựng mối quan hệ không? 5 bước để xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai là gì? Đó. Thì có những người biết, có những người không biết. Thì tại sao lại có những người biết và tại sao lại có những người không biết? Bởi vì có những người họ sẵn sàng học hỏi, thay đổi những cái tư duy, những suy nghĩ cũ. Còn một số người khác thì lại gì ạ? Lại không dám. Họ không dám bởi vì họ sợ hãi. Và chính nỗi sợ đó khiến cho chúng ta không vượt qua khỏi vùng an toàn của mình được. Ok không ạ? Cho nên chúng ta phải thường xuyên thay đổi và vượt qua cái vùng an toàn của mình để làm gì ạ? Để mình tập luyện một cái thói quen, đó là thói quen của sự thay đổi. Và có một câu rất là hay mình muốn chia sẻ với anh chị em, đó là gì ạ? Cái điều kỳ diệu ấy thì nó thường xuyên xảy ra ở phía bên kia của gì ạ? Của vùng an toàn. Chúng ta mong muốn sự thay đổi, mong muốn sự kỳ diệu, mong muốn những cái điều mới mẻ xảy đến với chúng ta thì nó chỉ xảy ra ở phía bên kia của vùng an toàn mà thôi. Nó không xảy ra ở trong vùng an toàn. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi cái vùng an toàn của mình. Và có một điều nữa anh chị em hãy ghi xuống, đó là gì ạ? Cái vùng an toàn sau khi được mở rộng ấy thì nó thường không co lại nữa. Cái vùng an toàn sau khi được mở rộng ra thì nó không co lại nữa và nó sẽ giữ như vậy. Và chúng ta mở rộng ra thì nó đã tiếp tục gì ạ? Giữ như vậy. Ok không ạ? Vì vậy, chúng ta phải làm những cái việc nhỏ đơn giản để bắt đầu mở rộng vùng an toàn của mình. Để khám phá ra cái năng lực thực sự trong con người của mình có thể làm đến đâu, mình phải thử sức đến bản thân mình. Đừng có quá là hài lòng với những gì mình đang có. Có rất nhiều người kiếm được tiền rồi nhưng hài lòng với những gì mình đang có, dẫn đến họ bị gì ạ? Họ bị tụt lùi trong công việc, trong tất cả mọi thứ về kinh doanh, về mối quan hệ, về sức khỏe. Đó. Đừng hài lòng với những gì mình đang có, bởi vì những gì mình đang có nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là khởi đầu của rất nhiều người mà thôi.
Kết quả mà mình đạt được nó chỉ là khởi đầu của rất nhiều người mà thôi. Mình tự mãn với những gì mình, hài lòng với những gì mình đang có, thì lúc đấy là mình đã tự đóng cái cánh cửa phát triển, cái cánh cửa thành công của mình lại. Đấy, cho nên những người nào mà không hài lòng với hiện tại, với những thứ gì mình đang có, đấy là những người có những khát khao, và chính những người này thì những người có khả năng thay đổi nhanh hơn những người khác. Rồi, thế thì làm nào để chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn? Làm thế nào để chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn bây giờ? Nhảy ra khỏi cái giếng để nhìn ngắm bầu trời, để thưởng thức không gian, để thưởng thức những cái kiến thức mới, những mối quan hệ mới. Thực sự không hề dễ dàng, nhưng đây là điều bắt buộc phải làm nếu chúng ta không muốn chết dần, chết mòn. Có đúng không ạ? Vì vậy, có một cái mẹo rất là hay có thể giúp cho anh chị em vượt ra khỏi vùng an toàn. Có mấy cái mẹo như sau. Cái thứ nhất đó là hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ. Hãy bắt đầu thay đổi bằng những cái việc nhỏ. Hãy bắt đầu làm tròn cái đáy của cái hộp của mình. Cái hộp của mình nó là cái hộp vuông rất là khó di chuyển. Thế việc đầu tiên mình làm giảm ma sát nó đi bằng cái việc là gì ạ? Hãy bắt đầu bằng những cái việc nhỏ. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ là như nào ạ? Hãy bắt đầu tạo cho mình một thói quen, đó là hãy làm những thứ mới mẻ. Ví dụ như là Huy chẳng hạn, thì trước đây thì Huy thường ăn một món ăn ở một quán ăn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, một cách rất là chung thủy, rất là kiên trì. Nhưng mà sau khi Huy thấy rằng cái thói quen như vậy thì nó cũng tốt, bởi vì mình biết cái quán ăn đấy là ngon. Bây giờ mình ăn một cái quán ăn mới ấy, thì không biết là có quán ăn đấy nó có ngon hay không. Nó có thể 50-50, nó có thể rủi ro, đúng không ạ? Cho nên mình không dám làm, mình không dám ăn cái quán ăn mới. Bao nhiêu anh chị em thường xuyên ăn đi ăn lại một cái quán ăn, cứ đi ăn là nhớ những quán ăn đấy và chỉ ăn quán ăn đấy thôi, kiểu kiểu như vậy. Thường ăn những cái quán ăn quen, quán ăn cũ ấy. Đó. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta hãy thay đổi điều này bằng cách hãy chọn quán ăn mới. Hãy chọn những quán ăn mới. À, khi mà Huy bắt đầu mong muốn cái sự thay đổi thì Huy nhìn thấy cái sự trì trệ của mình. Huy nhìn thấy sự sức ì của mình rất là lớn để thay đổi, mình cảm thấy không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên Huy biết rằng cái sự thay đổi là cần thiết, cho nên Huy bắt đầu tập luyện cái thói quen thay đổi bằng cách là thay đổi những cái gì mình đang làm trong cuộc sống. Những cái gì mình đang làm lặp đi lặp lại thì nó nằm trong vùng an toàn. Thì bây giờ mình làm khác đi. Bây giờ mình nghĩ như nào, mình nghĩ khác đi. Mình đang làm như nào, làm khác đi. Ví dụ hàng ngày mình đi làm từ nhà đến công ty thì mình đi có một cái con đường đúng không anh chị em? Bây giờ mình hãy đi con đường khác đi. Mình đi lệch cái con đường đi, không đi cái con đường cũ nữa. Đi cái con đường mà mình chưa từng đi. Được không ạ? Rồi mình hãy gặp những con người mới đi. Nếu mà hàng ngày mình vẫn gặp những con người đó thì bây giờ mình gặp những con người mới đi. Nói chuyện với những người lạ đi. Được không ạ? Rồi ăn những món ăn lạ, không ăn những món ăn quen nữa. Ăn những cái quán lạ, không ăn cái quán quen nữa. Rồi chúng ta sẽ đọc những cuốn sách khác, không đọc những cuốn sách cũ nữa. Rồi chúng ta sẽ đặt đặt cho mình những mục tiêu mới. Đặt cho mình những mục tiêu mới. Nói chung là chúng ta đang làm như thế nào ấy thì chúng ta hãy làm khác đi. Làm ngược lại đi hoặc làm khác đi. Được không ạ? Làm những thứ mà chúng ta chưa từng làm. Hãy trải nghiệm những thứ mà chúng ta chưa từng trải nghiệm. Cách đây ít hôm thì Huy qua Phuket, Thái Lan. Thì khi đó thì Huy với anh chị em đội nhóm thì có đi tham gia một cái show diễn. Đó là show diễn cabaret, Simon Cabaret. Thì cái show diễn này ấy, đó là của những cái người chuyển giới. Những cái cô gái chuyển giới vô cùng xinh đẹp, vô cùng gợi cảm, vô cùng sexy. Họ biểu diễn trên sân khấu thì rất là long lanh, bởi vì họ sử dụng những cái trang phục,
những cái trang phục rất là long lanh lộng lẫy, và họ họ mô phỏng những cái trang phục của Trung Quốc, của Hàn Quốc, của Ấn Độ, của Campuchia, của Lào, rồi của Nga, những cái bài hát, những cái nhạc nhảy của những cái quốc gia mà chúng ta quen thuộc, nhưng với một cách vô cùng sáng tạo, rất là sáng tạo và cách tân đổi mới. Mặc dù là trang phục truyền thống, cái nhạc truyền thống, nhưng với một cái phong cách biểu diễn rất là hiện đại, rất là mới mẻ, rất là sáng tạo và năng động. Và Huy cùng với cả rất nhiều anh chị em cứ mê mẩn hết cái show diễn này đến show diễn khác, hết cái màn trình diễn này đến màn trình diễn khác, liên tục diễn ra. Và khi mà biểu diễn xong đi ra ngoài thì các cô gái chuyển giới bắt đầu đứng ở đó để cho mọi người chụp ảnh cùng. Tất nhiên là chúng ta mất một chút phí nho nhỏ, mấy chục nghìn hay 100.000 gì đó một lần chụp với họ. Thế thì rất nhiều người chỉ đứng xem mà không dám chụp ảnh, không dám chụp ảnh. Không phải là vấn đề mất bao tiền, mà vấn đề là họ có một cái điều gì đó ngại ngại, có điều gì đó sợ sợ. Trong khi Huy thì xông vào Huy chụp ảnh. Không những chụp ảnh, Huy còn gì ạ? Huy còn sờ vào người họ, Huy còn gì ạ? Nói chuyện với họ, Huy còn gì ạ? Có những cái động tác gọi là chụp ảnh với họ một cách rất là thân thiết. Có một số người thì khi mà họ nhìn thấy cái đấy, họ ô hay thế, sướng thế, vui thế, nhưng họ không dám làm. Có nhiều người muốn làm nhưng mà không dám làm anh chị em ạ. Bởi vì họ sợ rằng là sẽ bị mọi người chê cười, sợ rằng sẽ bị mọi người đánh giá, sẽ bị mọi người nói thế này thế kia. Nhưng mà nếu chúng ta không làm những thứ mới mẻ đó, làm sao chúng ta biết được ngoài kia có những thứ vô cùng tuyệt vời, có những thứ xinh đẹp, có những thứ thực ra nó chỉ là những cái con người rất là bình thường thôi mà. Đấy, chẳng qua là họ làm cái công việc đó và họ phải như vậy thôi. Đó. Có rất nhiều người muốn mà không dám làm. Đó. Thế thì mình bắt đầu xây dựng những cái thói quen thay đổi và làm những cái thứ mới, cho nên mình không sợ những cái thứ mới nữa, và mình không sợ rằng sẽ bị người khác đánh giá, sẽ bị người khác là gì ạ? Là coi thường hoặc là nghĩ là thế này, nghĩ thế kia. Bởi vì nếu như mà mình cứ suốt ngày mà nghĩ như vậy ấy, thì làm sao mà mình dám làm những cái thứ gì mới mẻ được, đúng không chị em? Đấy, Huy cho anh chị em xem là Huy chụp với cả những cô gái rất là sexy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó, đây là cô gái chuyển giới anh chị em nhé, đây là những cái người chuyển giới. Đó, thì đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Ui, gần như chạm môi luôn. Đấy, nhiều người không dám làm điều này đâu anh chị em. Rất nhiều người không dám làm. Đấy. Đấy, không dám ôm, không dám hôn, hủy hôn luôn anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều người, ui, eo kinh thế, thế này thế kia. Nhưng mà xin thưa với anh chị em, nó chỉ là một cái thử thách thôi. Đấy, cho tiền. Đó. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, rất nhiều những cô gái sexy. Đấy, ăn mặc rất là gợi cảm, rất là hở hang. Có rất nhiều người nhìn thấy họ ăn mặc hở hang đã nhăn mặt rồi, đã eo ôi, đã thế này thế kia rồi, nhưng mà thực ra nó gì ạ, nó lại rất là bình thường thôi. Đấy, và đây là rất nhiều những cô gái chuyển giới Đó, biểu diễn vô cùng đẹp và vô cùng là xuất sắc. đó anh em thấy không ạ, rất nhiều luôn, đây sờ luôn vào ngực luôn, vấn đề gì đâu. Thì mình nghĩ là nó là gì ạ? Nó là đàn ông thôi mà. Mình nó chỉ là một cái gọi là bộ phận để kinh doanh, để làm việc thôi. Mình cũng chẳng có gọi là nhu cầu gì, chẳng có dục vọng gì khi mà mình làm việc đó cả. Rất nhiều người sợ không dám làm. Mình ôm cả vào ngực luôn. Rất nhiều trong đoàn, nhiều người sau khi mà xem nhìn mình hoặc xem mình làm ấy thì rất là ngưỡng mộ. Rất là ngưỡng mộ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không dám làm. Họ không dám làm.
rất nhiều trong đoàn ấy, rất nhiều người gọi Huy là thầy, rất nhiều học trò của mình. Nhưng mà gì ạ, có nhiều người thầy ấy, họ sợ rằng sẽ bị học trò đánh giá là ông thầy này mà gì mà dâm dê, mà dựng mà dâm dục thế, mà sao lại làm cái việc đó. Nhưng xin thưa với anh chị em, cái việc đó nó không có ý nghĩa gì cả. Họ đều là những người chuyển giới thôi. Mình không có ý nghĩ gì đen tối với họ hết cả. Thực sự là như vậy. Mà mình không có ý nghĩ gì đen tối cả, thì đấy chỉ đơn giản là một cái trải nghiệm mà thôi. Đó chỉ là một cái trải nghiệm mà thôi. Và việc của mình đó là gì ạ? Mình phải có nhiều trải nghiệm mới, nhiều trải nghiệm khác nhau. Đừng bao giờ giới hạn bản thân mình. Bởi vì sao ạ? Khi mình giới hạn bản thân mình thì chính cái giới hạn đó, nó chính là cái vùng an toàn của mình. Mình không dám làm cái điều đó thì đấy chính là cái vùng an toàn của mình. Bây giờ chúng ta phải tìm ra được cái giới hạn của mình, cái vùng an toàn của mình ở đâu và phá vỡ nó thì mới gọi là vượt qua khỏi vùng an toàn. Thế thì nhiều người không dám và mình cũng không dám, thì chính cái thứ mà mình không dám đó chính là cái giới hạn, chính là cái nỗi sợ hãi của mình. Cho nên việc của mình đó là gì ạ? Hãy vượt qua cái vùng an toàn đó. Họ không dám sờ gì, tôi sờ luôn. Họ không dám chụp gì, tôi chụp luôn. Chẳng vấn đề gì cả. Đấy là cách để mình rèn luyện cho mình có một cái thói quen lúc nào cũng vượt ra khỏi vùng an toàn. Và mỗi khi chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn rồi thì chúng ta không còn sợ hãi nữa. Không còn sợ hãi nữa. Đây nó chỉ là một cái ví dụ nhỏ để chứng minh cho anh chị em thấy rằng đó là chúng ta không còn sợ hãi cái vùng an toàn của mình nữa, và liên tục tạo ra những cái giới hạn mới, liên tục tạo ra cho mình những cái vùng an toàn mới, và vùng an toàn sau thì nó lớn hơn vùng an toàn trước. Có đúng không ạ? Thỉnh thoảng là chúng ta phải vào những cái khách sạn 5 sao chỉ để là gì ạ? Uống cà phê thôi. Để làm gì ạ? Để chúng ta trải nghiệm những cái thứ mới mẻ, những cái thứ mà chúng ta chưa từng trải nghiệm. Nếu mà không, chúng ta sẽ lại bắt đầu cảm thấy ổn trong cái vùng an toàn của mình. Nếu như mình chỉ biết những thứ mình biết thôi, thì mình sẽ không có sự tăng trưởng, không có sự phát triển. Mà ở đây chúng ta đang muốn học tập để phát triển bản thân. Chúng ta học những điều mới, nhưng chúng ta phải hành động. Học thì chưa thay đổi được đâu anh chị em. Học để tích lũy, để đến một ngày nào đó chúng ta bắt đầu có những cái hành động để thay đổi. Học thì nó vẫn đang nằm ở đây này. Học nó vẫn là đang nằm ở đây này. Khi nào chúng ta hành động thì bắt đầu cái này nó mới di chuyển. Còn học thì nó vẫn đứng im. Được không ạ? Vì vậy, khi mà chúng ta bắt đầu thay đổi thì hãy làm những cái việc nhỏ bé. Hãy làm những cái việc nhỏ thôi. Không cần lớn lao đâu. Không có gì ghê gớm cả. Có rất nhiều người nói rằng cái việc chụp ảnh với cô gái sexy như vậy nó bình thường thôi, có gì đâu. Đúng không ạ? Thì đó lại là vùng an toàn của bạn. Thì bạn phải làm nhiều hơn. Bạn phải làm khác hơn. Bạn phải chụp ảnh với tất cả những cái cô đấy. Hoặc là phải có những cái điều gì đó khác. Tức là nếu như cái việc đó là cái vùng thoải mái của bạn thì đến lúc bạn phải thay đổi rồi. Ok không ạ? Nếu như đó là cái việc mình cảm thấy thoải mái, nó cái việc mình cảm thấy bình thường, thì bắt đầu mình lại phải làm những cái việc nó khác người hơn, nó phải độc đáo hơn, nó phải lạ lẫm hơn, nó phải sáng tạo hơn. Thì đấy mà là lúc chúng ta gì ạ? Thử thách cái giới hạn của mình. Giống như cái đợt trước khi mà Huy chạy 42 km ấy, thì Huy nói rằng không có giới hạn nào cho bản thân mình hết, trừ cái giới hạn mà mình tự đặt ra cho chính mình. Không, khi mà trong cái cuộc đua marathon, cái cuộc đua về thể thao ấy, thì trong rất nhiều năm có một cái kỷ lục được lập ra, đó là chạy 100m với cái tốc độ, đó là với cái thời gian là khoảng 14 giây. 14 giây chạy được 100m, đây là một cái kỷ lục thế giới ở ngày rất là xa xưa, rất ngày xưa, khi mà các cái thế vận hội được diễn ra. Và mọi người tin rằng đây là một kỷ lục mà không ai có thể phá được. Mà có lẽ là nó là giới hạn của mọi người rồi. Nhưng mà sau đó có một người
họ đã vượt qua được cái giới hạn 14 giây này để chạy 100 mét. Và sau đó mọi người, mọi người tin rằng cái giới hạn này không phải là giới hạn của con người và nó còn tiếp tục có thể gì ạ, được phá. Và ngay sau cái người mà phá kỷ lục 14 giây đó thì liên tiếp các kỷ lục được phá sâu hơn 13 giây, 12 giây, thậm chí đến bây giờ một chạy 100 mét chỉ dưới 11 giây, 11 giây bao nhiêu đó. Giống như đợt trước thì Usain Bolt, nó gọi là tia chớp đen, với người chạy rất là nhanh trên thế giới, với giành rất nhiều cái huy chương vàng Olympic. Anh ta giữ hầu hết những kỷ lục chạy cự ly ngắn. Nhưng mà sau đó đã có người vượt qua được tia chớp đen Usain Bolt để gì ạ? Để chạy nhanh hơn. Đấy, vượt qua những cái kỷ lục của cái người mà phá sâu cái kỷ lục trước đây 11 giây bao nhiêu thôi. Trước đây 14 giây đã là người ta nghĩ là giới hạn của con người rồi. Thế thì thể thao nó cho chúng ta một thứ, đó là cho chúng ta một cái bài học, một bài học vô cùng quan trọng, đó là không có giới hạn nào đối với con người chúng ta hết. Không có giới hạn nào với cơ thể chúng ta hết, nếu mà chúng ta thực sự tin vào cái điều này. Chúng ta tin rằng là không có giới hạn nào hết thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động để tìm ra những cái kỷ lục mới. Anh chị em thấy rằng là gì ạ? Những cái kỷ lục Olympic lần sau thì là bị gì ạ? Bị lần trước phá vỡ, tức là lần trước thì bị lần sau phá vỡ. Tức là các cái kỳ Olympic sau lại phá vỡ các kỷ lục của các kỳ Olympic trước. Chỉ đơn giản là họ có một cái mốc, sau đó họ cố gắng vượt qua cái mốc đó. Và mỗi lần một chút, mỗi lần một chút, mỗi lần một chút, thì sau khi họ nhìn lại cái lịch sử của Olympic thì họ nhìn thấy rằng, ồ, chúng ta đã phá rất là sâu cái kỷ lục thế giới. Kỷ lục thế giới cách đây 60 năm đã bị phá rất là sâu. Chỉ với một cái niềm tin, đó là niềm tin rằng tôi có thể phá được kỷ lục và tôi có thể vượt qua được cái giới hạn của gì ạ, của những người đi trước. Cho nên cái yếu tố thứ hai để giúp chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn, đó là cài đặt vào mình một niềm tin, đó là tôi có thể, tôi có thể thay đổi được, tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tôi có thể trở nên khỏe mạnh hơn, tôi có thể làm được những cái việc mà trước đây tôi nghĩ rằng tôi chưa từng làm. Cho nên hãy cài đặt cho mình vào một niềm tin. Nếu mà chúng ta không tin rằng chúng ta có thể thay đổi, không tin rằng chúng ta có thể di chuyển, thì mãi mãi chúng ta đứng im ở đó. Cho nên hãy bắt đầu bằng một niềm tin, bằng một mong muốn, bằng một khát khao rằng tôi sẽ phải thay đổi. Tôi sẽ phải vượt qua cái vùng an toàn của mình để đi tìm những cái thứ mới mẻ hơn, để khám phá chính bản thân mình, để biết mình là ai, để biết mình đang ở đâu, để biết mình có thế mạnh gì, để biết mình có điểm yếu gì, để biết mình có thể làm được những gì. Huy có một anh bạn làm quản lý của một khách sạn rất lớn ở Hà Nội. Anh ấy có hàng trăm nhân viên ở bên dưới với thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Anh ấy làm ở đó hơn 8 năm rồi. Anh ấy làm gọi là quản lý cấp cao hay là phó giám đốc hay giám đốc gì đó không nhớ. Nhưng với một cái vị trí mà rất nhiều người mơ ước. Anh chị em tưởng tượng xem, nếu anh chị em có một cái vị trí công việc mà đứng đầu ở trong cái cơ quan của mình. Tất nhiên mình vẫn đi làm thuê thôi. Mình có hàng trăm nhân viên ở cấp dưới, khoảng 300 nhân viên gì đó. Mức lương trung bình của anh ấy là khoảng 100 triệu một tháng. Đây đã phải là mơ ước, đã phải là điều ngưỡng mộ của rất nhiều anh chị em đúng không ạ? Rất nhiều người thèm muốn điều này đúng không ạ? Khoảng 300 nhân viên cộng với khoảng 100 triệu thu nhập mỗi tháng và rất nhiều những cái phúc lợi khác nữa. Bao nhiêu anh chị em mong muốn mình có được điều đó và khát khao được điều đó. 100 triệu một tháng. Đấy, và công việc thì nó rất là nhàn bởi vì họ đã làm rất là quen cái công việc đó rồi. Họ đã làm rất quen công việc đó rồi. Và họ cảm thấy công việc rất là dễ dàng. Dễ dàng kiếm 100 triệu một tháng anh chị em ạ. Anh chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Hầu hết là nhân viên làm hết, còn thỉnh thoảng thì mới phải nhảy ra xử lý thôi. Đó.
Phần lớn thời gian đến văn phòng chỉ ngồi chơi thôi, cũng chẳng có việc gì làm. Rất là nhàn, rất là đơn giản để kiếm 100 triệu một tháng. Nhưng đột nhiên anh ấy bỏ ngang công việc đó để đi khởi nghiệp kinh doanh, để làm một công việc mới. Gia đình của anh ấy phản đối. Bạn bè chửi bảo là tại sao mày đang có công việc tốt thế mà lại bỏ. Nhưng mọi người đã không hiểu anh ấy. Anh ấy có một khát khao, đó là anh ấy mong muốn thay đổi bản thân mình. Anh ấy mong muốn có nhiều hơn 100 triệu một tháng, đã là mơ ước của rất nhiều người rồi. Nhưng với anh ấy thì anh ấy nghĩ rằng mình có thể làm được tốt hơn, mình có thể kiếm được nhiều hơn. 100 triệu một tháng không phải là giới hạn của mình. Biết đâu đó mình ra ngoài mình làm tốt hơn thì sao? Cho nên anh ta quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bắt đầu thay đổi. Mấy năm sau thì Huy gặp lại anh ấy. Thì anh ấy có những thành công, anh ấy có những thất bại. Anh nói rằng anh đã thử sức ở cái ngành nghề về bất động sản và anh ấy đã thất bại rất nhiều lần. Anh đã mất rất nhiều tỷ trong cái việc mà thị trường bất động sản nó tăng giảm, nó lên xuống. Và sau khi mà tổng kết lại tất cả những điều mà anh đạt được thì anh thấy rằng anh ấy đạt được nhiều hơn. Anh ấy đạt được cái sự trưởng thành. Anh có sự trưởng thành. Nếu như mà anh ấy tiếp tục làm ở công việc cũ thì anh ấy không có những cái mối quan hệ mới, không có những cái người bạn mới, không có những cái kiến thức mới, không có những cái trải nghiệm mới, và anh ấy không có thêm những cái ngôi nhà mới. Và sau một vài năm Huy gặp lại anh ấy thì anh ấy đã có những cái ngôi nhà mới, anh ấy đã có những cái tài sản mới. Và sau khi ngồi ngẫm nghĩ tính lại thì anh ấy nói rằng trừ đi, tức là mình trừ đi những cái thứ mà mình đã mất, còn lại những thứ mà hiện tại, lấy tính tài sản chia ra tổng cái thời gian thì tính ra ấy, thì anh ấy vẫn kiếm được nhiều hơn 100 triệu mỗi tháng. Tức là anh ấy tính là chia ra, tức là anh ấy kiếm được khoảng độ 10 tỷ. Anh ấy mất thời gian đầu anh mất khoảng 5 tỷ. Sau đó thì anh ấy kiếm lại được là 10 tỷ. À, kiếm lại được là 10 tỷ thì trừ đi cái đoạn mà mất thì anh còn lại 5 tỷ đúng không ạ? Thì lấy 5 tỷ đó chia cho thời gian là 3 năm, tức là khoảng 36 tháng, thì số tiền mà anh đạt được vẫn nhiều hơn là 100 triệu một tháng. Đó. Như vậy là gì ạ? Anh ấy thấy rằng thay đổi là một cái điều đúng đắn. Nhưng giai đoạn đầu nó không hề dễ dàng. Anh bị bạn bè phản đối, anh bị gia đình phản đối, anh bị những người thân quen, những người biết biết anh ấy phản đối. Bởi vì không phải dễ dàng có thể có một cái công việc như vậy. Vậy mà anh ấy đã gì ạ? Đã chấp nhận bỏ đi. Không phải để kiếm nhiều hơn, tất nhiên đó là một lý do, đấy là một mục tiêu. Nhưng cái chính mà cái thứ mà anh thay đổi khi mà Huy ngồi tâm sự với anh ấy thì anh ấy mong muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn. Tức là nhiều năm anh ấy làm trong công việc đó thì gia đình anh ấy đã có một cái tích lũy về tài sản nó rất là ổn rồi. Tức là nếu như mà anh ấy thất bại trong một khoảng thời gian nào đó, anh ấy tính là khoảng 3 năm mà anh không kiếm được tiền thì gia đình anh vẫn sống tốt. Không vấn đề gì cả. Cho nên anh nói rằng tôi chấp nhận mạo hiểm và thay đổi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi muốn trải nghiệm, tôi muốn thử thách, tôi muốn xem giới hạn bản thân của mình đến đâu. Chứ không phải là tôi muốn kiếm bao tiền. Thì kể cả kiếm được ít hơn, rõ ràng lúc mà bắt đầu thay đổi thì anh kiếm được ít hơn. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà anh vẫn hài lòng với sự thay đổi đó. Và anh thích thú với điều đó. Thích thú với những cái trải nghiệm mới, thích thú với những kiến thức mới, thích thú với những cái con người mới, những cái bài học mới. Và chính những cái trải nghiệm đó, chính cái sự phát triển bản thân đó, chính là cái thứ mà anh ấy khát khao. Bởi vì anh nói rằng nếu mà tôi cứ tiếp tục làm đây ấy, thì tôi cảm thấy rằng tôi bị ì, cái sức ì rất là lớn và tôi bị tù túng. Cảm giác là mình không học được thêm cái điều gì mới, cảm giác là mình không phát triển. Và cái cảm giác này nó rất là đau khổ luôn. Nó rất là mệt mỏi, rất là đau khổ luôn. Đó. Và anh ấy đã vật vã rất là nhiều năm trước khi anh ấy ra quyết định thay đổi. Rất là nhiều lần anh muốn thay đổi nhưng anh không thay đổi được, không dám thay đổi. Cho đến khi
mà anh quyết định phải thay đổi và anh hài lòng với cái thay đổi đó của mình. Thời gian đầu thì mọi người dè bỉu chê bai và không kiếm được tiền ABC thế này vợ con thì cũng nói, nhưng mà sau đó thì anh ấy đã chứng minh cho mọi người thấy cái sự thay đổi là rất là cần thiết, và quan trọng hơn nữa đó là anh ấy thích về điều đó, anh ấy sung sướng với cái sự thay đổi đó. Quan trọng nhất đó là mình cảm thấy thế nào chứ không phải là người khác cảm thấy thế nào. Mỗi người đều có vấn đề của họ, mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, và kể cả họ quan tâm đến chúng ta bao nhiêu cho nữa thì họ cũng không thể sống cuộc đời của mình được. Mình bắt buộc phải sống cuộc đời của mình, cho nên mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Và Huy cũng vậy. Khi mà Huy thay đổi từ cái công việc 13 năm đó sang những cái công việc mới, Huy có thất bại không ạ? Có chứ. Huy thất bại liên tiếp 3 lần khởi nghiệp. Và sau đó thì cũng tìm ra được cái con đường đi cho mình, tìm ra được cái mục tiêu, tìm ra được cái sứ mệnh và ngộ ra được cái gì ạ? Cái giá trị của mình. Và thường xuyên liên tục trong 3 năm vừa rồi, Huy gì ạ? Huy tạo ra những cái chia sẻ, những cái bài giảng mới, những khóa học mới. Huy cũng không cố định ở trong những cái khóa học, những cái bài giảng mà mình đã quen thuộc. Huy liên tục tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi, trải nghiệm để đưa những cái trải nghiệm mới, những cái bài học mới cho học viên của mình. Cho nên có rất nhiều cái khóa học của Huy, cái tên khóa học thì vẫn như vậy. Ví dụ những khóa học về tự tin nói chuyện trước đám đông, những khóa học để cách làm sao để chia sẻ, cách làm sao để diễn đạt cái ý mình một cách gãy gọn, một cách đơn giản để người khác có thể hiểu được. Những cái khóa học để giúp thay đổi sâu tận bên trong, những cái khóa học về NLP. Khóa học NLP là khóa học rất là mới mà Huy vừa mới khai giảng. Còn có những khóa học nó rất là cũ, rất là lâu rồi, nhưng mà mỗi một lần Huy đào tạo thì nó đều có yếu tố mới ở trong đó hết. Cho nên có nhiều người nói rằng em học khóa đấy rồi, nhưng chỉ những người nào học đi học lại 2-3 lần thì mới phát hiện ra rằng cái khóa học trước với khóa học này nó chẳng có giống nhau gì cả. Nó khác nhau đến 50%. Tức là nó chỉ có 50% là cái giá trị cốt lõi thì nó vẫn thế. Nhưng 50% những cái bài học, những cái ví dụ, những cái câu chuyện là mới hoàn toàn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy liên tục thay đổi, liên tục làm mới mình, liên tục vượt qua cái vùng thoải mái của mình. Cho nên vẫn là cái khóa học đó, nhưng lần sau thì nó tốt hơn lần trước. Lần sau thì nó hay hơn lần trước. Lần sau thì nó cập nhật nhiều hơn lần trước. Lần sau thì nó hoàn hảo hơn lần trước. Đó. Và đấy là lý do mà khiến cho những khóa học của Huy luôn luôn có sự mới mẻ. Kể cả là Huy chia sẻ trong Zoom gà gáy cũng thế thôi. Có thể có những cái chủ đề nó lặp đi lặp lại, nhưng lần sau chia sẻ đã khác lần trước rất nhiều. Không có lần nào giống lần nào hết. Đó. Và Aristotle có một câu đó là không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Bởi vì sao ạ? Chúng ngày hôm nay chúng ta tắm trên cái khúc sông đó, ngày mai chúng ta cũng tắm ở khúc sông đó, nhưng cái dòng nước nó đã thay đổi rồi. Dòng nước nó đã không còn cái dòng nước cũ nữa rồi. Đúng không ạ? Và trong cuộc đời thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải liên tục thay đổi. Và một điều nữa để giúp chúng ta vượt ra vùng an toàn một cách dễ dàng hơn, ngoài cái việc mà chúng ta hay bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ, ngoài cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái niềm tin rằng tôi có thể làm được, tôi có thể thay đổi được bất kể cái thứ gì mà chúng ta đang gì ạ, đang trong cái vùng an toàn của mình, đang trong cái vùng mà gì ạ, thoải mái của mình, thì chúng ta hãy bắt đầu làm khác nó đi. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là chúng ta phải chấp nhận, hay là chúng ta phải chuẩn bị cho những thất bại, hay phải chấp nhận đối mặt với những cái tiếng nói nhỏ hay những cái nỗi sợ của mình. Cái yếu tố thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị cho mình đó là đừng sợ cái sự phán xét, đừng sợ cái sự nghi ngờ của người này người kia nữa. Tức là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ làm bất chấp những cái sự nghi ngờ, bất chấp những cái sự sợ hãi. Đúng không ạ? Chỉ khi nào chúng ta thực sự mong muốn mình phát triển,
mình thay đổi thì mình sẽ không còn những cái nỗi sợ nữa. Mình tự gắn cho mình những cái mác rằng làm thầy sao mày làm thế, đấy, làm thế sao mày làm thầy. Tự mình gắn cho mình những cái mác khiến cho mình bị giới hạn. Ví dụ như là làm phụ nữ thì mày phải thế này, mày phải thế kia. Tôi là phụ nữ cho nên tôi không dám làm cái việc này việc khác. Tôi là đàn ông thì tôi phải làm việc này việc kia. Xin thưa với anh chị em rằng tất cả những cái giới hạn đó đều là do con người đặt ra. Và những thứ do con người đặt ra thì hoàn toàn có thể thay đổi. Ngay cả luật pháp của các quốc gia thì liên tục chúng ta có những cái gì ạ? Những cái bộ luật mới. Liên tục chúng ta họp để chúng ta thay đổi những cái bộ luật mà. Đúng không ạ? Ngay cả những cái bộ luật, ngay cả những cái tiêu chuẩn đạo đức ngày xưa thì cũng đã bị thay đổi mà. Ví dụ ngày xưa họ yêu cầu là phụ nữ là phải gì ạ? Phải tam tòng tứ đức, phải công dung ngôn hạnh, phải thế này, phải thế kia. Và tự nhiên rằng là gì ạ? Họ giới hạn cái gì ạ? Cái sự phát triển của người phụ nữ. Người phụ nữ là không được ăn mặc thế này, thế khác, không được ăn mặc hở hang, rồi không được nói những cái lời mà không nên nói, kiểu như vậy. Nhưng bây giờ anh chị em thấy giới trẻ Gen Z ngày nay thì sao ạ? Nó rất là khác, đúng không ạ? Và nó phá cách. Đó, nó thay đổi rất là nhiều. Đó. Và ngay cả việc khi mà chúng ta dạy con chúng ta vậy, thường là chúng ta sẽ áp đặt cho con mình một cái giới hạn nào đó. Đấy, về một cái không gian an toàn, về một cái cách này cái kia để mình bảo vệ con mình. Và chính cái sự an toàn này, mình bảo vệ con mình lại khiến cho con mình nó rơi vào một cái bẫy mà mình đã gặp. Đó là cái bẫy của sự an toàn, cái bẫy của cái vùng thoải mái. Cho nên, thay vì chúng ta giới hạn con mình vào những cái vùng thoải mái, thì chúng ta hãy đồng hành với con của mình, đồng hành với nó để gì ạ? Để nếu như mà nó vượt qua cái vùng an toàn mà nó gặp nguy hiểm thì mình có mặt ở đó để mình gì ạ? Mình động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nó. Thay vì mình nói rằng con không được làm cái này, không được làm cái kia, thì mình hãy nói, mình nói rằng con hãy thử đi, con làm đi. Ví dụ như là Huy có cái khi mà con Huy còn rất là nhỏ thì nó nhìn thấy lửa nó rất là thích và nó muốn sờ tay vào lửa, thì có rất nhiều người sẽ nói rằng ôi nguy hiểm đấy, nóng đấy, bỏng đấy, đừng có sờ vào. Trong khi Huy thì động viên nó, nói rằng sờ đi, sờ thử đi con, sờ thử đi. Thậm chí Huy còn cầm tay nó dí vào ngọn lửa cho nó nóng, cho nó bỏng tay. Sau đó nó phát hiện ra sờ vào lửa thì rất nóng, rất là bỏng. Và sau đó nó có một cái bài học rằng không nên sờ tay vào lửa như vậy nữa. Và sau đó thì nó không còn nghịch lửa nữa. Trước đây thì nó rất là nghịch lửa, nó rất thích nghịch lửa. Nhưng mà sau khi mà nó biết rằng ngọn lửa rất là nóng thì nó không còn nghịch lửa nữa. Và khi mà mình không có nhà hoặc mình đi vắng thì nó không tự ý nghịch một mình nữa. Còn nếu như mình cấm nó thì nó sẽ không biết được là ngọn lửa nóng như nào. Và khi mình cấm thì nó sẽ nghe mình bởi vì nó sợ mình. Nhưng khi mà không có mình ở đó nữa thì lúc đó nó nghịch. Và đấy là lúc nguy hiểm nhất. Nếu mà không có mình ở nhà mà nó nghịch lửa thì có phải là nguy hiểm hơn là cái việc mà mình có ở nhà mà nó nghịch lửa dưới sự quan sát, dưới sự giám sát của mình. Đúng không ạ? Đấy. Tức là mình rèn luyện cho con mình cái thói quen đó là muốn làm cái gì cứ làm đi, cứ thử đi. Nếu như mà nó không chết thì làm. Nếu như mà nó không ảnh hưởng đến người khác thì làm. Nếu mà mình có thể làm lại được thì làm. Còn chưa biết là làm cái việc đấy tốt hay không tốt anh chị em nhé. Sờ tay vào lửa thì chẳng biết là tốt hay không. Nhưng có những thứ mà không cho làm. Ví dụ sờ tay vào ổ điện. Sờ tay vào ổ điện là có khả năng là không còn sờ được lần thứ hai đâu. Sờ một phát là chết ngay. Thì cái đấy thì mình tuyệt đối. Mình bảo là sờ tay vào ổ điện ấy là nó còn nóng hơn cả sờ tay vào lửa. Mà nó có cái cảm xúc, nó có cái bài học về sờ tay vào lửa rồi. Mà nếu mà nó nghĩ rằng sờ tay vào ổ điện thì nó liên hệ với cả việc sờ tay vào lửa, thì ngay lập tức nó dừng lại, nó không sờ tay vào ổ điện nữa. Cho nên nhà Huy là gì ạ? Là không cần phải sợ con nghịch ổ điện này kia. Ngày xưa thì trẻ con nó rất là bé thì mình không nói được, nhưng mà mình cho nó trải nghiệm thì sau là nó biết. Đó. Mình không có sợ là nó sờ tay vào ổ điện. Đó. Thì đấy là cái lý do mà khiến cho chúng ta phải thay đổi. Chúng ta thay đổi bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta mong muốn những đứa con mình nó có sự thay đổi, có đúng không ạ?
Thì chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng, chúng ta dám thay đổi, dám vượt qua vùng an toàn của mình, thì chúng ta mới giúp cho người khác vượt qua vùng an toàn. Thì chúng ta mới động viên con của mình vượt qua vùng an toàn. Và chỉ khi đó thì con của mình nó mới có nhiều bài học, có nhiều trải nghiệm. Và đấy là lý do khiến cho Huy bắt buộc mình phải liên tục ép mình phải vượt ra cái vùng an toàn của mình. Không thể nào mà cứ suốt ngày làm những công việc cũ được. Liên tục làm cái thứ mới, đọc những cuốn sách mới, gặp những con người mới, nói chuyện theo cách mới. Đấy. Ví dụ như là cái đợt vừa rồi Huy đi Thái Lan thế. Là Huy thì không giỏi tiếng Anh chị em ạ. Trong đoàn thì có rất nhiều anh chị em giỏi tiếng Anh. Huy thì không giỏi tiếng Anh. Và nói thẳng là không giỏi. Nhưng mà mình cứ gặp người nước ngoài là mình xông vào mình nói chuyện. Mình chẳng có ngại gì cả. Và mình đứng ra mình phiên dịch cho mọi người. Đấy, có rất nhiều người không biết tiếng Anh. Thế mình đứng ra phiên dịch cho mọi người. Thế thì khi mà mình phiên dịch cho mọi người thì mọi người thấy ok, hôm nay phiên dịch cũng được. Thực ra là mình phiên dịch thì mình cũng chỉ nói ý thôi mà. Mình đoán cái ý của người ta xong mình nói lại thôi. Thế nhưng mà mọi người lại thấy rất thích. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái phong cách của mình đó là mình rất là tự tin. Mặc dù là mình không giỏi. Ví dụ có một số người không giỏi tiếng Anh thì sẽ không dám nói chuyện với người nước ngoài đúng không ạ? Nhưng Huy xông vào Huy nói. Bởi vì sao ạ? Bởi vì xông vào nói thì mình mới giỏi. Thì mình mới được trải nghiệm, mình mới được thử nghiệm. Đúng không ạ? Thay vì là mình sợ hãi, mình không dám làm. Thì mình làm thì mình sẽ vượt qua được sợ hãi. Thế là mọi người cứ thấy mình phiên dịch thì lại thấy mình phiên dịch hay quá. Thế là cứ nhờ mình phiên dịch. Xong rồi một lần, hai lần cuối cùng mình đứng lên thành người đại diện phiên dịch cho cả đoàn luôn. Và cả những cái người mà giỏi tiếng Anh, phiên dịch rất là tốt. Nhưng cuối cùng vẫn không được chọn. Và Huy thì lại được chọn là phiên dịch cho cả đoàn luôn. Đấy, khi mà có những cái chương trình chia sẻ, chương trình đào tạo thì Huy là người được ưu tiên, được gọi là ứng cử đầu tiên, được lựa chọn. Trong khi tiếng Anh mình không giỏi. So với cả những người khác anh chị em nhé, so với những người khác ở trong đoàn thì Huy không phải là cái người giỏi tiếng Anh. Vậy mà vẫn là được lựa chọn để trở thành cái người phiên dịch chính cho cả đoàn. Đó, rất là hay anh chị em ạ. Đó. Thì đơn giản đó là gì ạ? Mình dám làm. Mình dám làm. Mình làm cái việc đấy, mình hỏi là làm cái việc đấy có chết không? Nhảy ra nói chuyện với mấy thằng Tây có chết không? Không chết. Thì xong mà làm. Ra bắt tay với nó, ra chụp ảnh với nó. Có chết không? Cùng lắm thì nó từ chối mình, cùng lắm thì nó không ấy mình thôi, nó không nói chuyện mình thôi. Đúng không? Đấy. Không những nói chuyện mà mình còn gì ạ? Xin kết nối, xin số điện thoại, email của nó. Đấy. Và có những thằng thì họ nó cho, có những thằng nó không cho. Thì sao? Chẳng sao cả. Mình lại đi xin thằng khác. Vấn đề gì đâu? Có những thằng nó rất là khó tính, khó chịu. Thì không sao cả. Mình lại đi tìm thằng khác mà mình chơi. Tìm thằng khác mình nói chuyện. Đấy. Bởi vì có rất nhiều người họ sợ bị làm phiền. Sợ mình làm phiền. Thì có trường hợp như vậy rồi. Cho nên họ cảnh giác. Họ có bài học như vậy rồi. Họ cảnh giác. Nhưng cũng không sao. Đúng không ạ? Và một cái yếu tố nữa. Một cái chia sẻ thêm nữa. Đáng ra là bây giờ là cũng hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Nhưng mà một cái điều cuối cùng, một cái bonus thêm cho anh chị em, nếu anh chị em muốn đấy, thì một cái yếu tố vô cùng quan trọng, đó là hãy đi theo trái tim của mình. Hãy đi theo sự mách bảo của trái tim. Einstein có nói rằng lý trí sẽ đưa bạn từ điểm A đến điểm B, nhưng trí tưởng tượng hay trái tim hoài bão ước mơ của mình sẽ đưa mình đến khắp mọi nơi. Một số người chỉ đi đến từ nhà đến văn phòng thôi. Đấy là lý trí mách bảo mình phải làm cái việc đó. Mình cần làm cái việc đó là đến văn phòng để làm việc, để kiếm tiền. Nhưng chỉ có trái tim của mình mới mách bảo cho mình biết rằng mình cần phải làm gì. Cho nên trí óc hay là lý trí sẽ nói mình không được làm gì. Ví dụ như là nó sẽ bảo mày không được đi chơi, mày phải đến văn phòng để làm việc. Đấy là nơi mày cần phải đến. Mày phải đến để chấm công, nếu không mày sẽ bị trừ lương. Mày sẽ bị đánh giá là thái độ là kém. Thì đây là lý trí. Lý trí sẽ mách bảo bạn không nên làm gì. Còn trái tim sẽ mách bảo bạn nên làm gì. Cho nên có những thứ chúng ta phải đi theo trái tim của mình. Hãy đi theo
cái tiếng gọi của trái tim. Đừng để lý trí kiểm soát mình quá nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mà đi theo lý trí thì mình chỉ làm những công việc lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà thôi. Rất ít khi mình dám vượt qua vùng an toàn của mình. Chỉ khi nào chúng ta đi theo tiếng gọi của trái tim, đó là gì ạ? Đi theo cái sở thích, cái niềm đam mê của mình, cái khát khao, cái mong muốn của mình, thì lúc đó thì chúng ta mới gì ạ? Mới dám làm những cái việc mà bình thường lý trí nói rằng chúng ta không nên làm. Đi theo tiếng gọi của trái tim tức là sao ạ? Là hãy đi theo cái khát khao, cái đam mê của mình. Có rất nhiều người sinh ra để làm ca sĩ nhưng lại đi đá bóng. Nếu như mà Ronaldo đi làm ca sĩ thì có lẽ thế giới này đã mất đi một thiên tài về bóng đá. Nếu như Michael Jackson đi đá bóng thì có lẽ thế giới này đã mất đi một thiên tài về âm nhạc. Có đúng không ạ? Cho nên để hạnh phúc thì chúng ta phải làm những thứ mà khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hài lòng. Không phải những thứ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Những thứ làm chúng ta không thoải mái nhưng nó lại làm cho trái tim của chúng ta thổn thức, làm cho trái tim chúng ta sung sướng, thì hãy đi theo trái tim của mình. Nếu như các bạn làm công việc công nhân, các bạn làm những việc như là nhân viên văn phòng, chúng ta phải làm điều đó để có cơm áo gạo tiền, để có tiền để lo những cái công việc trước mắt. Cái điều này là đúng. Nhưng cái đó có phải là cái thứ trái tim của bạn thực sự mách bảo hay không? Cái đó có phải là thứ mà trái tim của bạn thực sự mong muốn hay không? Cũng giống như Huy trước đây á, là Huy mong muốn là mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên là gì ạ? Là mình bắt đầu phải thay đổi. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta hãy đi những con đường mới, hãy ăn những món ăn mới, hãy gặp những người mới, hãy đọc những cuốn sách mới, hãy làm những thứ mới mẻ đi, hãy mặc một bộ quần áo mới, hãy đi cái đôi dép mới, đừng làm những cái việc cũ nữa, đừng làm những cái thứ cũ nữa, hãy làm những cái thứ mới mẻ đi, được không ạ? Đấy, và mỗi ngày một chút như vậy là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ giảm được cái ma sát của cái sức, để giảm cái sức ì của chúng ta. Và sau đó chúng ta cái việc thay đổi nó diễn ra trở nên dễ dàng hơn, nó trở thành một thói quen, nó trở thành một tính cách, và khi đó việc thay đổi của chúng ta nó trở nên đơn giản, và khi đó thì chúng ta thắng được cái sức ì của bản thân, và chúng ta gì ạ? Chúng ta làm những thứ mà chúng ta mong muốn. Bây giờ chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu, chúng ta đang khao khát cái điều gì đó, chúng ta đang muốn giảm cân, chúng ta đang muốn có những mối quan hệ mới, chúng ta đang muốn có những kiến thức mới, chúng ta đang có một số tiền mới, thì bắt đầu đặt cho mình một cái mục tiêu và sau đó làm những cái thứ mới mẻ để giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Ok không ạ? Hãy đi theo trái tim của mình. Hãy đi theo sự mách bảo của cái cảm tính chứ không phải là lý tính nữa. Đấy, không phải là 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Mà bây giờ 1 cộng 1 bằng 3 đi cũng được. Ok, không thành vấn đề. Được không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe. Thì Huy xin phép dừng cái phần chia sẻ của Huy ở đây. Xin chúc anh chị em chúng ta sẽ tìm cho mình những cái giới hạn mới, tìm cho mình những cái bài học mới, tìm cho mình những cái giá trị mới và thử thách bản thân của mình để hiểu hơn con người của mình, xem con người của mình là ai, mình có thể làm được đến đâu, mình có thể cố gắng đến nỗ lực đến đâu, mình có thể trải nghiệm được đến đâu, mình có thể phát triển đến đâu, đúng không ạ? Và vượt qua những cái vùng thoải mái, vượt qua những cái nỗi sợ hãi, vượt qua những cái tiếng nói nhỏ, vượt qua những tiếng thì thào, vượt qua những cái định kiến mà người khác gắn cho mình, vượt qua những cái định kiến mà chính mình đã tự gắn cho mình, đúng không ạ? Để giúp cho cuộc sống của anh chị em tốt đẹp hơn. Và sau khi anh chị em thành công, anh chị em có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì hãy quay trở lại tiếp tục giúp đỡ những người khác để họ cũng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là sứ mệnh của tất cả chúng ta, đó là thay đổi bản thân mình và thay đổi cuộc sống của người khác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Chúc anh chị em chúng ta thành công, hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều may mắn.